Sau này hai tụi mình sẽ luôn bên nhau như giờ nha. Anh sẽ sáng tác thật nhiều bài hát hay để tặng em. À gì? Hôm nay gì giờ sớm nha. Con tranh thủ ngủ sớm, mai còn ra sân bay trả vali lại cho người ta nữa. Tôi đang cảm thấy chị đang cố tình ép tôi. Chị đang cố tình để đạt được mục đích mà chị bất chấp người ta đang nghĩ gì luôn hả? Lady and gentlemen, cái khúc này đọc sao mọi người? Bị hát hả mọi người? Thiên Bảo là một người rất giỏi về hát, đàn và nhảy. Cá nhân Thịnh ở ngoài thì Thịnh không có giỏi về những cái lĩnh vực này cho lắm. Cho nên là đây cũng có thể nói là một trong những cái thử thách cho Thịnh để có thể Thịnh hoàn thiện tốt hơn và bản thân của mình. Em nói chuyện với tôi, em còn nhai chớp chép xương gươm nữa. Tôi cho em kéo qua Hàm đi làm Hàm Răng Giả rồi luôn bây giờ. Dạ nhỏ vậy, không phục hả? Nhân viên xuất sắc được tuyển thẳng vào công ty Area. Ông sẽ rất hãnh diện, rất vui đúng không? Anh Trung, anh hơi quá vấn đề lên rồi đó. Hai. Ủa, trùng hợp ghê, cậu chị em gái đi học hả? Tôi nghĩ là có một cái sự tương đồng, đó là nhân vật còn giữ nhân vật của trong phim và ngoài đời đó là khá là mạnh mẽ và quyết đoán ở trong công việc. Bên ngoài thì vẫn là một cô gái vui vẻ, nhiệt tình với mọi người, nhưng mà bên trong là một cái sự quyết tâm. Xây hạ họng ra mấy ơi, ông lớn nè, khí thế lên, khẩu hiệu nào. Nên rất là nhiều phức tạp, với lại hồi sinh đó, đẻ không phải dễ. Trung Ngô Năm ơi, anh Lâm là quen đi hát rồi. Quên chuyện rồi. Nhớ rồi. Em thấy anh vô là em thấy không ngồi sợ cả nhà lắm rồi đó nha. Không có. Dạ, 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 khách hàng đó là có người em giết không? Nhân vật của anh thật sự anh ấn tượng nhân vật của năm chín đó hay quá, nhân vật năm chín hay quá. Trong khi đọc nhân vật của mình thì có ước ao và khát khao có thể đóng được cái nhân vật kia, nhưng mà thật sự là cuộc đời không cho phép, bởi vì nhan sắc là không có là bằng các bạn diễn viên chính được. Nhưng mà thật sự cái vai quá là hay đi, cái vai mà vai gì yêu mi dung đó, còn đối với cái vai lâm thì cũng dễ thương, cũng là hay, mà rất là hay, mà nhìn đôi khi mình cũng tội cái nhân vật của mình. Trời ơi, tháng này em không ok lắm đó nha bé ơi, sức khỏe có vấn đề nha, hao tiền nữa, cẩn thận, cần phải tiết kiệm. Có gì thì cùng tiến cùng lùi, giờ anh về là phụ với Lâm đi. Nếu mà hai người cần gì thì em alo em. Cái nhân vật của Tico thì khi mà đọc đầu tiên thì mình cũng thấy nó là khá thú vị rồi. Thì nó là một cặp trùng của anh Dương Lâm đó. Thì ngày hôm nay thì hai anh em gặp được với nhau thì cũng thấy là có nhiều cái nó rất là hợp gợm. Còn đàn hát hay ảo tưởng, ảo mộng sáng tác nhạc gì đó, tế lên đi con. Em biết thì sẽ cùng cố gắng thử thách của anh, anh yên tâm đi. Tạm thời công ty mới thành lập, tụi em sẽ cống hiến để một ngày công ty phát triển. Anh và chị Lam sẽ để ý cho tụi em một cơ hội để làm thay lình đinh. Em dám quay lẻ đây ngọc? Có đâu trời, em cầm điện thoại quay đâu. Thảo Vĩnh Giang, đưa lên nhanh, khoanh lốp Facebook em đấy. Ai cũng đang rất tất bật cho hôm nay, vì anh đã chờ ngày này rất là lâu rồi. Tuấn là một chàng trai rất là lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn yêu đời và lạc quan. Đối với em thì em cảm thấy cái điều này rất là đặc biệt từ con Tuấn. Anh, chạy đi, để em sẽ bảo vệ anh. Rồi tại vì nãy anh nói là tâm lý phải kiểu nhanh gọn hết. Ấn tượng của bản thân em về nhân vật mà mình đóng trong phim á là nhưng mà này nó không liên quan đến Hiêm ở ngoài đời hết. Và Hiêm sẽ thể hiện một cái vai diễn này là một hoàn toàn khác lạ với mình luôn. Mấy anh ra ngoài cản Kim với Kha lại đi. Hai người đang cự nhau hành lang á. Cho hai đứa lựa chọn. Một là tình yêu, hai là sự nghiệp. Chọn đi. Anh quen với người đó, anh quen với người giàu mùa nào rồi? Mình thấy tất cả các diễn viên ở trong ekip lần này thì rất là
rất là dễ thương, rất là hòa đồng và đặc biệt là có chung một cái mức năng lượng với nhau. Sau khi đọc kịch bản thì Như có thêm nhiều cái hình dung hơn về các tuyến nhân vật ở trong kịch bản. Gặp các bạn diễn viên, từng bạn đọc, thứ nhất là mình hiểu kịch bản nhiều hơn, thứ hai là gặp gỡ giao lưu các bạn diễn viên mới. Trong đầu mình nó chạy ra những cái suy nghĩ là mình sẽ ra đó, mình sẽ diễn như thế nào, mình sẽ thêm khác gì nữa. Em cảm thấy rất là vui và học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm của các anh chị diễn viên. Mình tin là sẽ hoạt động sẽ rất là hiệu quả với nhau. Các bạn ơi, các bạn nhớ ra đạp để ủng hộ cho bộ phim. Chị ta hay lắm nha. Cảm ơn người.